năm 1994, hãng hàng không quốc gia Việt Nam mở đường bay tới Pháp. Thủ đô Paris được chọn làm đầu cầu nối với các nước châu Âu, cũng là nơi trung chuyển để hành khách đi tiếp châu Phi, châu Mỹ. 20 năm sau, cứ 100 hành khách trên tuyến bay này thì có 57 người chọn bay với Vietnam Airlines. 20 năm đường bay Pháp là một minh chứng cho sự phát triển của Vietnam Airlines trong việc khai thác các chuyến bay đường dài đến Pháp và châu Âu, tạo ra cầu nối cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước và đầu tư thương mại và du lịch. Cho đến hiện nay, chúng tôi vận chuyển được 264.000 lượt khách giữa hai nước, đạt hệ số sử dụng ghế lên đến 87%. Ban đầu chỉ có 3 chuyến mỗi tuần và máy bay phải dừng một chặng tại Dubai. Giờ đây, các máy bay lớn nhất, hiện đại nhất của hãng được ưu tiên dành cho đường bay này có thể bay liên tục hơn 10.000 km không phải dừng lại tiếp dầu. Lên máy bay tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối, sáng sớm hôm sau, hành khách đã tới Paris. Giữa rất nhiều lựa chọn thì 80% hành khách là người Việt vẫn chọn Vietnam Airlines để bay tới châu Âu hoặc từ châu Âu về Việt Nam. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự nỗ lực cố gắng của Vietnam Airlines trong việc mở đường bay Paris và duy trì trong 20 năm qua. Vì đây cũng là một cái điểm mà cái sự cạnh tranh hết sức là khốc liệt. Nhưng mà với một cái sự đổi mới hết sức quyết liệt thì Vietnam Airlines đã giữ vững, duy trì và mở rộng một cái thị trường cái đường bay Paris này. Và tới nay thì Vietnam Airlines vẫn giữ và được cái thị trường chiếm 57%. Thì có thể nói đây là một con số rất là ấn tượng. Vietnam Airlines đã bắt đầu mua các loại máy bay hiện đại Airbus A350 và sẽ bắt đầu sử dụng loại máy bay này trên các đường bay nối Việt Nam với Pháp bắt đầu từ mùa đông năm sau. Như vậy, Vietnam Airlines là hãng hàng không thứ nhì trên thế giới sử dụng loại máy bay hiện đại này. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam tại sân bay Charles de Gaulle Paris, Cộng hòa Pháp.